Hello anh em, trên tay mình đây là một mẫu CPU thế hệ thứ 11 của Intel, cụ thể là Intel Core i5 11600K. Nếu mà nói một cách dễ hiểu hơn thì đây là phiên bản cải tiến của CPU Intel Core i5 11600K. Chúng ta vẫn có một mẫu CPU có 6 nhân mà đủ xử lý và là hậu tố K, thế nên chúng ta có thể ép xung được trên cái mẫu CPU này. Intel đã cải tiến được cái IPC cũng như với mức điện năng tiêu thụ đã thấp hơn rất nhiều khi so với thế hệ tiền nhiệm là tức là so với Intel Core i5 11600K đấy. Cụ thể thì chúng ta sẽ hẹn nhau trong một video khác. Và vì đây là một mẫu CPU có thể ép xung được, thế nên cái mẫu main chúng ta lựa chọn cũng phải là một mẫu main ép xung được. Thì cụ thể ở đây mình đã lựa chọn Z590 Aorus Eli AX. Thì mình xét sơ qua một chút về mặt hình thức của cái mẫu main này thì mình đánh giá là cực kỳ đẹp về cái phần thiết kế. Tất cả đều làm từ kim loại, kể cả khu vực IO lẫn khu vực chipset đều được làm từ kim loại. Và khi mà nhiều khu vực cầm cấp nguồn cho phần CPU, các bạn sẽ có thể thấy được là chúng ta sẽ có một cổng cấp nguồn 8 pin cộng với đó là một cấp nguồn 4 pin nữa. Và vì thế, theo như ý kiến đánh giá cá nhân của mình thì cái mẫu main này hoàn toàn phù hợp để các bạn cắm lên tảng Intel Core i9 11900K cũng được. Một điểm cải tiến nữa nằm ở phần RAM. RAM bây giờ đã hỗ trợ bus mặc định là 3200 rồi, tức là các bạn có thể cắm những cái mẫu RAM vào, những bộ kit RAM hỗ trợ luôn bus 3200 vào, các bạn sẽ không phải ép xung. Bởi vì thế hệ trước chỉ nhận tối đa, tức là các bạn cắm vào ấy và không sử dụng mẫu chủ dòng Z thì sẽ là 2933 và bây giờ là 3200. Thế nên mình sẽ lựa chọn một bộ kit RAM cũng đấy từ Aorus luôn. Nói chung là bộ PC ngày hôm nay mình sẽ xây dựng đồng mẫu luôn. Còn về phần card đồ họa, card đồ họa sẽ là RTX 3060, một phiên bản tương đối mềm dịu tới từ bên phía của Gigabyte. Thì cái mẫu card đồ họa này hỗ trợ PCIe 4.0, một mẫu CPU có PCIe 4.0, một mẫu main có PCIe 4.0 và dĩ nhiên kể cả phần SSD nữa. SSD Aorus cũng hỗ trợ PCIe 4.0 để đảm bảo cho hệ sinh thái được đồng bộ nhất và không công nào bảo là bộ PC này bị nghẽn cổ chai. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm nào. We'll be right back.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.